Quán ăn to thì chiếm cả ngàn mét vuông đất rừng, các quán nhỏ thì chiếm từ 50 đến 100 mét vuông, thậm chí nhiều người tự ý phân lô để cho thuê đất làm quán ăn trái phép. Các bếp ăn, lò nướng được đặt ngay dưới cánh rừng thông Mã Vĩ mà ngành kiểm lâm đã treo biển cấm đốt lửa, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Tuy nhiên, điều lạ là việc các hộ dân xây trái phép trên đất rừng gần hồ Yên Trung lại được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Gần đây, tại khu vực đất rừng quanh hồ Yên Trung, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều người chiếm dụng đất rừng làm nhà hàng, quán ăn. Năm vừa rồi là coi như thành phố vào cho làm mở rộng hồ Yên Trung này. Thế thì cháu nó cũng gọi là đầu tiên là làm khung bạt để mắc vào hồ này. Thế về sau là được phép thì là thuê của chủ rừng là làm mấy cái gian nhà đây. Thế thì đầu tiên các ông có đồng ý là cho dựng lều quán. Thế xong dựng xong thì bắt đầu là các ông ấy bổ là làm khung bạt, các ông không đồng ý, các ông bổ phải làm nhà mái tôn. Thì là cháu nó sẽ làm nhà mái tôn. Thế làm mái tôn xong là các ông bổ phải nộp lá cọ. Chính quyền phường Phương Đông cho biết, trong lúc chờ nhà đầu tư thì địa phương này cho phép các hộ dân xây dựng hàng quán trên đất rừng. Đến khi nào có dự án thì yêu cầu tháo dỡ mà không được hưởng đền bù. Trong lúc đang đợi kêu gọi các nhà đầu tư vào để triển khai dự án tại khu vực Hồn Trung, thì trước đây cũng có một số nhà đầu tư vào như Hoàng Gia, rồi công ty cổ phần nông trại nghỉ dưỡng, rồi công ty ATS nhưng vẫn chưa thực hiện được. Do vậy cho nên thành phố muốn chỉnh trang cái khu vực này về vệ sinh môi trường, về an toàn phòng chống cháy nổ, về an ninh trật tự, thì cho các hộ kinh doanh đã có từ năm 91 thì ổn định và sạch sẽ để đợi các nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư vào thì sẽ yêu cầu tự tháo dỡ di chuyển, không đền bù hỗ trợ đối với các cái lán trại tạm. Và hiện nay trên lòng hồ thì có một số cái sạp làm ra nhưng không được thành phố cho phép, thì phường cũng đang triển khai cho tháo dỡ các cái sạp mà vi phạm. Còn các lán trại tạm thì thành phố đã cho để làm tạm để đợi nhà đầu tư. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh không đồng ý với chủ trương này của phường Phương Đông và thành phố Uông Bí, cũng như không đồng ý với việc chiếm đất rừng để xây hàng quán. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao thanh tra tỉnh vào cuộc làm rõ sai phạm quản lý đất đai xây dựng tại hồ Yên Trung và báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.